Này đâu gọi là quét hả con, cái này là gọi là phá đúng không? Cái này gọi là phá mới đúng không con? Cháu hỏng cái xẻng của bà đấy con. Ê cái xẻng con bỏ xuống đi. Ai để xẻng lên ghế? Cái đám cá dưới ao chỉ có ra chụp hình nữa, ra chụp ảnh nữa mà nó cũng bỏ đi mất. Nó cũng lặn mất tâm. Nó lại lên rồi, nãy con ra nó bỏ nó đi hết. Đấy là cá rô đúng không ạ? Bên kia thỉnh thoảng ăn mua rô phi tủ đá. Về rán rô phi thì nó ăn. À cả cái cá cơm nữa chứ, cá cơm mua về nó cũng ăn. Ê, tao đi thì mày cạc, tao quay lại thì mày lại không nói gì nữa. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Ôi nó không hát đấy nhở con nhở. Chào bác. Nó không hót nữa rồi con ạ. Nó chán rồi, nó không muốn hót nữa rồi. Thế con này muốn hót bài gì? Ôi dồi ôi, Việt Long nghịch thế này, bao nhiêu lá thế này, bây giờ làm nào để rút được lá ra hả Việt Long? Con đi ra chưa con? Con đuổi nó đã đi ra chưa? Con ở lại chơi với Lulu nhá. Con cất cái xẻng này đi. Cất cái xẻng này đi con.